chào cả nhà nha, đây là hàng đi đầu tuần nha khách ạ. Gồm có tinh dầu thảo dược tự nhiên thiên nhiên này, thảo mộc gia truyền đặc trị đau nhức răng xương khớp và các loại hạt dinh dưỡng trái cây sấy khô nha. Và nào đang muốn kiếm thêm thu nhập thì inbox em Hạnh để em Hạnh tư vấn cho mọi người có thể kinh doanh và chúng ta kiếm thêm thu nhập nha cả nhà. Đây là những thảo dược tự nhiên thiên nhiên nha. Và nếu ai quan tâm hay là yêu thích cái sản phẩm tự nhiên thiên nhiên tốt cho sức khỏe của mình á thì có thể inbox em Hạnh nha. Chúc mọi người một tuần mới tràn đầy năng lượng và tràn đầy ngân lượng nha cả nhà.